Bởi vì tu vi tinh thần lực của Vũ Hạo đã siêu việt cảnh giới hồn lực, cho nên tam đại chiến kỹ đều lấy tinh thần lực làm chủ. Trong tương lai không lâu, một khi hắn có thể đem hồn lực của bản thân cùng tăng lên tới tầng thứ ngang nhau, chỉ cần thi triển ra tam đại chiến kỹ này cũng đủ để khiến hắn trở thành người mạnh nhất đương thời. Một kiếm chém xa, Vũ Hạo đã lệ rơi đầy mặt, bàn tay vừa chém xuống thổi lại đến bên eo, bàn tay xoay chuyển ở trên không trung phản ra một đạo quỹ tích kỳ dị hình trái tim. Trong một cái chớp mắt này, tất cả mọi ánh sáng đều thu liễm, trong lòng bàn tay của hắn nhiều ra một trái tim kim sắc, cho dù là dùng loại đá quý óng ánh nhất thời cũng không cách nào cùng với nó so sánh. Trái tim vàng kim, trái tim chân thành tha thiết, tràn ngập tình cảm chí ái, tưởng niệm vĩnh hằng. Lúc này thì Vũ Hạo đã nhắm mắt lại, tại thời khắc này ở trong đầu của hắn cũng chỉ có một bóng người, không có bất kỳ người hoặc là sự vật nào có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh lúc này của hắn. Hắn đã đắm chìm, đã triệt để đắm chìm trong đó. Đồng Nhi, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng hô hoán, phảng phất lại thấy được bộ dáng lúc trước hắn và nàng trong học viện sớm chiều trung đụng, phảng phất lại thấy được một màn nàng vì mình mà nghĩa vô phản cố tự vẫn. Đồng Nhi, hô hoán lại hô hoán, trái tim trong lòng của bản thân hắn lúc này tỏa ra kim quang lấp lóe, chậm rãi thôi động lại hướng về phía trước. Ở trên bầu trời, phong vân đột biến, từng trận sấm sét nổ vang, đám mây đen kịt ở trên không trung vậy mà sáng lên, ánh sáng vô danh không biết đến từ nơi nào, thế nhưng ánh sáng lại ngưng kết thành một bộ sáng hình trái tim. Tín hiệu dò xét của ba kiện hồn đạo khí tham trác ở trên không trung, khu vực này toàn bộ xuất hiện ra hỗn loạn, ngay sau đó, pháp trận hạch tâm ở bên trong nổ tung từng cái rơi xuống. Trái tim phẳng phất to lớn vô biên vô tận ở trên bầu trời, cùng với trái tim ở trong lòng bàn tay của Vũ Hạo như ý hợp tâm đầu. Sau lưng trái tim ở trên bầu trời, dường như có một ánh mắt tuyệt mỹ yêu kiều đang ôn nhu nhìn hết thảy mọi thứ ở trên mặt đất. Bàn tay đẩy ra ý hợp tâm đầu, dường như có vô số ánh sáng lung linh ánh sáng lên sau lưng của Vũ Hạo. Bên trong ánh sáng chứa đựng trí nhớ của hắn, chứa đựng khoảng khắc của hắn và Đông Nhi. Hạo Đông trưởng đời đời kiếp kiếp. Đòn dứt điểm ở trong tam đại chiến kỹ tự sáng tạo của Vũ Hạo, đây cũng là lần thứ nhất hắn sử dụng đến. Chính hắn cũng không biết, thời điểm hắn đánh ra một trường này đã đặt hắn vững vàng ở địa vị bất hủ trong giới hồn sư tương lai của lục địa. Phốc một tiếng, so sánh với khí tượng rộng rãi giữa thiên địa, thời điểm một trường này chạm vào thân mình của vị nữ thảo hồn sư này, phảng phất như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng không có tiếng nổ kịch liệt nào vang lên. Vô số ánh sáng sau lưng của Vũ Hạo theo toàn bộ theo một trường này đánh vào cơ thể của nàng, huyết sắc trong sắc mặt lập tức bị đánh tan, huyết quang rút đi, đôi mắt của nàng trở nên trong suốt, mà trên khuôn mặt trắng bệch của nàng vậy mà nhiều ra một tia đỏ ửng, còn có một tia mỉm cười giải thoát. Cảm ơn ngươi. Âm thanh của nàng không còn khàn khàn, ngược lại trở nên êm tai dễ nghe, thế nhưng lại phảng phất đến từ một cái thế giới khác. Vũ Hạo vẫn như cũ nhắm hai mắt lại, nước mắt lan tràn, căn bản cũng không nghe được âm thanh của nàng. Tại thời khắc đang chiến đấu sinh tử như thế này, hai người bọn họ vậy mà đã đều đắm chìm vào trong thế giới của bản thân. Tưởng niệm chính là một thứ đồ vật rất là sâu xa. Ta nhớ mẫu thân, ta nhớ ba của ta. Vì sao các ngươi lại đi sớm? Vì cái gì các ngươi không thể nào bảo hộ ta, để cho ta bị bà mập tra tấn, để cho ta ở trong hầm ngầm băng lãnh bị vô số người lăng nhục, bọn hắn được bà mập sai sử làm nhục thân thể của ta, tàn phá tâm linh của ta, ô nhiễm linh hồn của ta, mà lúc đó ta chỉ mới 15 tuổi. Cứu hận là thứ duy nhất ta có thể dựa vào, đem linh hồn của ta tăng lên tới một cái tầng thứ khác. Lúc đó linh hồn báo thù của ta đã thức tỉnh, ta thật là hận nam nhân háo sắc tham lam, thật sự là hận bà mập đã bị ta xé thành mảnh nhỏ, ta muốn giết chóc, thế nhưng mà ta cũng thật sự thống khổ. Rốt cuộc có thể giải thoát sao? Ngươi để cho ta thấy đường quang minh, cảm thấy tưởng niệm, còn có ái tình chưa từng xuất hiện trong linh hồn của ta. Nguyên lai ở trong thế gian này cũng không phải mọi thứ đều là sơ bẩn, còn có loại đồ vật thuần khiết như thế. Cảm ơn ngươi để cho ta cảm nhận được tình yêu say đắm của ngươi. Ngươi tịnh hóa lòng của ta, ngươi để cho ta được giải thoát. Cảm ơn ngươi, ta thật là vui vẻ. Từ thất khiếu của nàng bắt đầu chảy ra khí lưu màu đen, khuôn mặt của nàng cũng bắt đầu nhanh chóng già yếu, trong giây lát liền trở nên tiểu tụy hẳn đi. Khí lưu màu đen sau lưng của nàng dần dần ngưng kết thành một đạo nhân ảnh, sau đó lại chậm rãi tán loạn, thân thể của nàng càng chậm rãi ngã oặt về phía sau, vỡ tan thành mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành một phiến bụi đất bị gió đêm quét qua lập tức biến mất. Vũ Hạo vẫn như cố duy trì bộ dáng đánh ra một trường lúc trước, đứng yên không nhúc nhích, chỉ là ánh sáng ở trên người cũng biến mất theo ánh sáng hình trái tim to lớn ở trên bầu trời. Thế nhưng cảm xúc trên người hắn vẫn có thể cảm nhiễm mọi thứ xung quanh. Sau bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện xung quanh hắn, trong mắt của mỗi người đều lộ ra ánh sáng khác biệt, duy nhất giống nhau là nước mắt của mỗi người đều đang chảy xuôi. Không chỉ là bọn hắn, trong phạm vi 1000m xung quanh, tất cả sinh vật sống đều chảy nước mắt, đúng là bị lây nhiễm cảm xúc của hắn. Tư Tam Thành lặng lặng đi đến sau lưng của Vũ Hạo, ôm lấy thân hình có một chân cứng ngắc của hắn xoa đi nước mắt ở trên mặt, thở dài một tiếng nhanh chóng quay người rời đi. Năm người khác cũng vội vàng đi theo phía sau.
Vì sao lại như thế? Nam Tu Thù thấp giọng hỏi Diệp Cốt Y ở bên cạnh. Diệp Cốt Y cười khổ rồi nói, ta cũng không biết vì sao lại như thế. Hắn vậy mà, ở trên khuôn mặt ngày thường chỉ có bằng lãnh củng cố châm của Quý Tuyệt Trần, lúc này vậy mà phát sinh biến hóa lòng trời lở đất, nét mặt của hắn trở nên có một chút mờ mịt, hai tay vậy mà đang rụt nhẹ. Ta sai rồi sao? Chẳng lẽ chỉ có ái tình mới có thể đem kiếm ý thăng hoa đến cực hạn? Ta vứt bỏ hết thảy tình cảm tu luyện, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Có phải ta cũng cần một tình yêu mới có thể để cho ta tiến càng xa? Vì sao mỗi khi ta cảm thấy mình sắp siêu việt hơn người, thì khi đó lại bị người bỏ càng xa? Vũ Hạo vì sao không dùng lực lượng của vận mệnh chi nhãn tránh khỏi vị nữ thảo hồn sư này tỏa định? Bởi vì mục đích ban đầu của hắn đúng là chặn giết vị thảo hồn sư cấp bậc hồn đố la này. Một khi đã bị phát hiện, nếu như không giết người diệt khẩu, bọn hắn khẳng định sẽ bị toàn thành lùng bắt. Hơn nữa, nếu như có thể chu trừ một tên thảo hồn sư như thế, đối với bọn hắn mà nói thì chỗ tốt cũng cực kỳ lớn. Với tu vi của nàng, rất có thể sẽ là một trong những người chủ trì của thánh linh giáo trong Nhật Thăng Thành. Cho nên Vũ Hào thiết sát hạ cục trước khi mà hắn dụ nàng đến đây, cũng đã thông báo đồng bạn mai phục ở chỗ này. Ta hồn sư cấp bậc hồn đấu la của thực cường đại, thế nhưng mà hắn bên này cũng đồng dạng có đương kim đệ nhất nhân ở trong thế hệ tuổi trẻ, vĩnh hằng chi ngự từ tam thạch tiếp cận cấp 70, huy diên chi nguyên hòa thế đầu đồng dạng tiến cận cấp 70. Càng quan trọng hơn chính là còn có hồn đế thần thánh thiên sứ Diệp Cốt Y chuyên môn khắc chế loại vuồn oán linh, cộng thêm kiếm sĩ Quý Thiết Trần đã sớm thiết vào cảnh giới hồn thánh, hồn vương có vuồn mẫn diệt, yên chi long nam thu thu và hồn đế kinh tử yên, 6 người cộng thêm tu vi tinh thần của Vũ Hạo có thể khắc chế đối thủ, hắn có nắm chắc 80% trở lên có thể tiêu diệt đối thủ. Thông qua tinh thần tham tra cộng hưởng, hắn đã sớm hoàn mỹ điều chỉnh tôn sát cục này. Mục tiêu ban đầu của hắn chỉ bằng vào tam đại chiến kỹ của bản thân, triệt để hạn chế đối thủ. Sau đó lại cho Quý Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y toàn lực xuất thủ, cho đối thủ một kích chí mạng, 4 người khác từ bên cạnh hỗ trợ. Thế nhưng mà chẳng ai ngờ rằng, tam đại chiến kỹ của Vũ Hạo vừa xuất, vậy mà liền bằng vào lực lượng của mình hủy diệt một cường giả hồn đấu la. Trên thực tế, vị tào hồn sư có vuồn linh hồn báo thù này có bài danh ở trong thánh linh xá không tương đối đứng đầu. Mà cũng do linh hồn báo thù trông cậy vào cảm xúc của chính bản thân nàng, bị Vũ Hạo lây nhiễm cảm xúc, đã bại dẫn đến thân thể nàng tan rã. Thế nhưng tương tự cũng chứng minh được một điều, tam đại chiến kỹ của Vũ Hạo toàn lực xuất thủ là cường đại đến cỡ nào. Những chiến kỹ khủng bố này đã hoàn toàn siêu việt tu vi hiện tại của hắn. Thời điểm thiên địa biến sắc khiến cho tất cả đồng bạn của hắn đều sợ ngây người. Mỗi người bọn họ vẫn có thể rõ ràng cảm giác được phần tưởng niệm cùng yêu say đắm của Vũ Hạo đối với Vương Đông Nhi. Thời điểm Hạo Đông Trưởng đờ đờ kiếp kiếp đánh ra giữa thiên địa, thứ đánh tan đối thủ chính là cảm xúc, mà hồn lực của bản thân Vũ Hạo cũng trong trước mắt đó bị can sạch triệt để. Lần thứ nhân xuất thủ đầy đủ tam đại chiến kỹ của hắn, phải nói kinh tài tuyệt diễm. Một khắc đồng hồ sau đó, lượng lớn quân đội phong tỏa khu vực xảy ra chiến đấu, thế nhưng mà bọn hắn cũng chỉ có thể tìm được một phiến hư vô. Một tên tướng lĩnh thân hình cao lớn trầm giọng hỏi tên thuộc hạ đang điều tra nơi đây, tình huống như thế nào? Thuộc hạ cũng không biết là tình huống như thế nào. Cái rắm, vừa rồi hoàn thành đều là thấy được, trái tim to lớn ở trên bầu trời là chuyện gì đang xảy ra, thiên tượng vì sao lại đột nhiên biến hóa, ngươi vậy mà dám nói ngươi không biết cái gì, ngươi có biết phí tốn của ba kiện hồn đạo khí tham trác trên không là bao nhiêu không hả? Thế nhưng mà thật sự không có cái gì phát sinh, cũng không có bình dân thương vong, chỉ là trong phạm vi này không biết vì cái gì mà rất nhiều người đều khóc thút thít, nói là đột nhiên bản thân thả cảm thấy xúc động, phí vật, tiếp tục tìm tòa tỉ mỉ cho ta, tiếp tục dò xét, rõ. Chúng ta đến với gian phòng khách sạn. Vũ Hạo lặng lặng nằm ở trên giường, vẫn như cũ duy trì tư thế trước đó. Từ Tam Thạch mới vừa ở trên giường hắn đứng dậy. Tam sư huynh thế nào rồi? Nam Thu Thu hướng về Từ Tam Thạch hỏi. Từ Tam Thạch cười khổ rồi nói, không được tốt lắm chứ sao? Tiểu tử này vừa rồi dùng năng lực hắn đã ra khỏi phạm vi khống chế của chính hắn. Hơn nữa các người ngẫm lại, hắn có thể phóng xa tâm tình bạo động cường đại như thế, cảm xúc của chính hắn phải chịu ảnh hưởng đến cỡ nào đây? Hiện tại ta đã rõ, thời điểm hắn cùng với ta so chiêu ở trong tông môn vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không bằng vào tu vi hiện tại của ta, chỉ sợ để không tiếp nổi hai chiêu đầu của hắn. Ta thật sự không biết tiểu tử này sao có thể trở thành quái vật như thế. Uy lực của chiến kỹ tự sáng tạo này đã vượt qua hồn kỹ của hắn rồi. Nghe vậy Hòa Thế Đầu thở dài một tiếng rồi nói, đừng hâm mộ hắn, nếu để cho huynh cùng với Nam Nam để đối với ba cái chiến kỹ kia cường đại, huynh nguyện ý hay không? Tự Tâm Thành trừng mắt liếc hắn một cái lên tiếng, sao ngươi không đem chính mình ra mà so sánh? Ta đương nhiên không nguyện ý, Nam Nam của ta là độc nhất vô nhị. Hòa Thế Đầu lúc này cười hắc rồi nói, được rồi, nàng cũng không có ở đây, huynh cũng không cần biểu lộ trung thành, tình huống của Vũ Hạo lúc nào có thể khôi phục lại. Tư Tâm Thạch lên tiếng, tình trạng của hắn có một chút kỳ quái, hồn lực trước đó rõ ràng đã tiêu hao hầu như không còn, thế nhưng lúc này tốc độ khôi phục lại nhanh vô cùng, giống như là trong cơ thể quán tự mang bình sữa, tự bổ sung cho bản thân, thân thể thì đoán chừng nghỉ ngơi mấy canh giờ liền có thể khôi phục, chỉ là tinh thần của hắn không biết cần bao lâu mới có thể khôi phục. Tam đại chiến kỹ cường đại của hắn đều dựa trên tinh thần lực lượng và cảm
xúc, đem tâm tình của bản thân tăng lên tới trình độ như vậy, ta thấy muốn khôi phục lại cũng không dễ dàng. Chưa hắn tỉnh lại thì chúng ta nhất định phải cảnh cáo hắn, về sau thì đứa không thể tùy tiện vận dụng tam đại chiến kỹ này, bằng không tác dụng phụ ở trong thời gian dài sẽ khiến cho hắn điên mất. Bọn họ đều là học viên tài giỏi của viện Sở Lên Khắc, mặc dù còn không thể nào hoàn toàn hiểu được ở trên thân mình của Vũ Hạo phát sinh ra tình huống gì, thế nhưng từ trạng thái lúc trước của Vũ Hạo thì triển ra tam đại chiến kỹ, hơn nữa dựa trên hiểu biết của họ đối với hắn cũng có thể đoán ra được 7-8 phần. Hoa Thế Đồng sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Được rồi, về sau nhất định phải làm tràn ít dùng chúng lại. Mạnh thì có mạnh, thế nhưng cũng có ảnh hưởng quá kịch liệt đối với cảm xúc của bản thân. Đây thật sự là hoài nghi. Nếu như Đông Nhi tỉnh lại, một lần nữa trở về bên cạnh hắn, liệu Tư Đông Quyền, Niệm Đông Kiếm và Hạo Đông Trưởng có thể dùng được hay không nữa? Tư Tâm Thạch thả nhẹ một tiếng sẽ nói, loại chiến kỹ này coi như là mạnh hơn thì cũng vẫn không cần dùng mới tốt. Hy vọng Đông Nhi có thể sớm một chút tỉnh lại, trở lại bên cạnh hắn, tiểu sư đệ cũng quá khổ rồi. Ừ, Hoa Thế Đầu nhẹ nhàng gật đầu từ đáy lòng. Diệp Quân Y đứng ở sau lưng mọi người yên lặng nhìn vào Vũ Hạo, sau đó xoay người, là người thứ nhất đi ra bên ngoài. Nam Tu Thu đứng ở bên cạnh nàng thoáng ngẩn người, sau đó cũng vội vàng đi theo ra bên ngoài. Quân Y tỷ, ngươi không sao chứ? Nam Thu Thu đi theo Diệp Quân Y trở lại gian phòng của các nàng lo lắng sẽ hỏi. Diệp Quân Y nhẹ nhàng lắc đầu lên tiếng, ta không sao, thật không nên sinh ra lòng hiếu kỳ đối với gia hỏa này. Nam Thu Thu trừng cơn mắt lên tiếng, ngươi sẽ không thật sự thích hắn đi. Diệp Quân Y trầm mặc một lát lên tiếng, ngay lúc vừa rồi ta đã đem phần ưa thích này chôn giấu. Hắn là một gia hỏa phức tạp, hắn có được năng lực viễn siêu người đồng lứa, thế nhưng không biết vì cái gì ta lại có một chút thương hại hắn. Trên người của hắn gánh vác quá nhiều thứ, ta cũng không cần phải tìm thêm phiền toái cho nữa. Nam Thu Thu không dám tin tưởng lên tiếng, cô đi tí, ngươi vậy mà rơi vào lưới tình, ngươi càng nói như vậy ta càng cảm thấy. Diệp Quân Y mỉm cười thoải mái lên tiếng, rơi vào thì thế nào, vì nam nhân như vậy dù có rơi vào ta cũng nguyện ý đó, chỉ là ta rất lý trí nói cho chính mình biết ta cùng với hắn là chuyện không thể nào, ta cũng sẽ không tiếp tục rơi càng sâu vào lưới tình. Ngươi biết hay không, ngay tại thời điểm hắn đánh ta một trường cuối cùng ta mới chính thức yêu hắn, thế nhưng cũng quyết định phải từ bỏ phần tình yêu này. Nam Thu Thu vỗ vỗ chán của mình lên tiếng, thôi kệ, ta hiểu không được, nhưng mà người nhất định phải nắm chắc phần tình cảm trong lòng của chính mình. Người không thấy được kết quả của Vương Thu Nhi sao, cũng bởi vì yêu hắn mới thống khổ vô cùng, hiện tại cũng không biết nàng đi địa phương nào. Ở trong lòng của gia hỏa đó, ngoại trừ Vương Đông Nhi ra căn bản không dùng được nữ nhân khác, người cũng không nên làm chuyện điên rồ. Vũ Hạo khôi phục lại tròn vẹn 2 ngày, kỳ thực sáng sớm ngày hôm sau hắn đã tỉnh lại, thế nhưng cả người đã đắm chìm bên trong cảm xúc, trong lúc nhất thời không cách nào tự kiềm chế, lại dùng hơn 1 ngày thời gian mới dần dần khôi phục lại như bình thường. Mà trong 2 ngày này, bầu không khí ở trong Nhật Thăng Thành cũng trở nên khẩn trương lên, mà trong tiểu điểm của mấy người Vũ Hạo cũng nhiều thêm một bóng người, chính là Phong Lăng. Thời điểm Vũ Hạo dẫn dắt Tào Hồn Sư rời đi, liền thông qua tinh thần tham trác cộng hưởng đem tình huống của Phong Lăng nói cho mọi người. Chờ dò xét bên ngoài hơi bình tĩnh trở lại, Kinh Tử Yên liền đem Phong Lăng cứu trở về. Địa phương đó dựa hồ chỉ là thuộc về riêng mình vị nữ Tào Hồn Sư kia. Hơn nữa, ngoại trừ Phong Lăng ra không có bất kỳ một người nào sống sót. Sau khi Phong Lăng được mang về, liền cho Hòa Thế Đầu Tư Tâm Thạch thay phiên trông giữ. Mặc dù bây giờ vẫn còn có điểm xin ngốc ngơ ngác, trạng thái tinh thần rất không bình thường. Thế nào, không có vấn đề gì chứ? Tư Tâm Thạch hỏi đến Vũ Hạo đang khoanh chân ngồi ở trên giường. Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt có một chút ửng đỏ. Thật có lỗi, Tam Sư Huynh. Tư Tâm Thạch cười nói, cái gì mà xin lỗi, đệ cũng không làm sai gì cả. Mặc dù vậy, thân là người chỉ huy, đệ cũng không nên để cho mình mất khống chế. Thế nhưng đây là loại tình huống đặc thù, tên Tào Hồn Sư đó lại có thuộc tính tinh thần hiếm thấy. Ta đã hỏi qua Diệp Quân Y, nàng cũng không nắm chắc có thể khắc chế đối phương. Đối đầu với một vị Tào Hồn Sư cấp bậc hồn đấu la, đệ toàn lực đối phó cũng đúng. Chỉ có điều đệ không đủ sức khống chế năng lực của bản thân, đêm ấy về sau phải chú ý. Những chiến kỹ này có tác dụng phụ quá mạnh, ta thấy ánh mắt hiện tại của đệ cũng còn không hoàn toàn khôi phục lại thanh minh. Ừ, Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu, đúng như Tử Tâm Thạch nói, cho tới bây giờ, tinh thần của hắn đều không hoàn toàn khôi phục lại bình thường, trong đầu thỉnh thoảng lại hiện ra thân ảnh của Đông Nhi. Nếu như tiên tào hồn sư đó toàn lực phát huy, lực sát thương sẽ rất là đáng sợ, lúc đó hồn ký tự sáng tạo của nàng khiến cho tinh thần hải của đệ nhận được hải trùng kích, có quan hệ đến việc thi triển chiến kỹ sau đó, khiến cảm xúc của đệ có một chút mất khống chế, bằng không uy lực của ba chiêu này cũng sẽ giảm bớt một ít, thế nhưng đối với khả năng khống chế cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, tối thiểu sau khi thi triển ngay cả di động cũng không thể làm được, về sau đệ nhất định sẽ chú ý. Tư Tâm Thành ngữ trọng tâm trường nói, Vũ Hạo, ta thấy hồn ký tự sáng tạo của đệ vẫn tận lực ít dùng đi thì tốt hơn, uy lực đúng là lớn, thế nhưng đồng dạng cũng có ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của đệ. Trong mắt của ta, ba chiêu này hoàn toàn kết quả của bệnh tương tư, đệ nhất định không thể nào có ý lại với quá lớn đối với chúng. Bằng không mà nói, sau khi Đông Nhi tỉnh lại, một khi ba chiêu này không cách nào sử dụng, thực lực của đệ tất nhiên sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn,